Rồi, nhà vườn bonsai ba chị em xin chào quý anh chị em cô bác ạ. Hôm nay nhà vườn em có lên một số cây bonsai tầm trung nhiều chủng loại nha quý anh chị em. Quý anh em coi ủng hộ cho nhà vườn em nha. Nhà vườn em ở Vĩnh Nam, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha. Số điện thoại của em là 0915 780878. Cái đó là số Zalo luôn nha quý anh chị. Hôm nay mình quay ở trong nha ha anh. Em vô cây số 1 luôn nha. Giới thiệu với quý anh chị mình, cây số 1 mình là cây sâm hương nha anh. Một cây sâm hương sắp đế. Hàng chuẩn cây nha mấy anh. Cây đế sắp đẹp. Phơm tàn em làm cũng kỹ rồi. Cây này dạ. Em quay vòng cho quý anh chị em xem ha. Cây em làm hàng này cũng thận trọng hết, anh em về cứ để bàn chơi cắt tỉa thôi, em làm chi tiết hết rồi. Đây. Cái này hoành thân là 30 nha mấy anh quý anh chị. Hoành thân 30. Để em đo đại khái thôi nha, để 50 nha. Cái này cũng đo đại khái cho anh em thôi. Cây này cao lên 32 nha. Tán ngang cây này 52 nha mấy quý anh chị. Cây này em giao lưu 3,2 triệu. Em bao ship cả chậu luôn nha. Cây này cây số 1 nha. Cây em làm chuẩn cây rồi cho anh em chơi. Dạ. Chậu này em nuôi sẵn cho anh em, giờ mình cứ để bàn thôi. Rồi, mình qua cây số 2 ha anh. Cây số 2 là một cây nguyệt quế anh, lá dưới siêu hoa. Dòng này dòng siêu hoa nha mấy anh em. Cây già. Cây này già cốt lắm rồi, phơm tàn tán cũng ấm lắm. Anh em giờ chơi hoa. Em đo thông số cây cho anh em nha. Hoành 18 anh em, hoành thân 18 nha. Hoành đế 70. Cao lên 62 nha anh em. Tán cây này 55 nha anh em. Cây này nguyệt quế, lá gí siêu hoa anh em. Phần chậu đẹp. Cây này em giao luôn 1,2 triệu, em bao ship cho cả chậu luôn cho mấy anh em mình nha. 1,2 triệu em bao ship luôn nha. Rồi, xin giới thiệu với quý anh chị mình, cây này là cây lộc vừng nha mấy anh em. Lộc vừng. Dạ, lộc vừng này chắc lá trung quá, không lớn cũng không nhỏ. Em quay vòng nha, cây này củ đế, bệ đế đẹp nha mấy anh em. Bệ đế nhìn hoành tráng. Có duyên cây lắm á. Cây này nha. Em đọc cái củ đế đi ha, củ đi ha. Hoành ngay cũ ngay đây nha anh em, ngay đây là 55 nha. Đó ngay đây đi. Rồi em đo cái nhỏ trên này ha. Đó, quay cho anh em thấy. Quay ngay đây là 25 nha anh em. Quay về cho anh em nó kỹ. Cao lên 57. Tán ngang thấy vậy. Tán ngang này hơi lớn nha, tán ngang 100 nha anh em. Đó, em quay một vòng cho anh em coi kỹ cái này nha. Mấy cái cây này anh em nuôi thêm thời gian nữa là có hoa, có ấy là nhìn đẹp lắm nha anh em. Mấy cây này nó có phong bay sẵn nè, anh em thích hợp mà có ai có hồ cá hay gì đó mình để vô mình nuôi từ từ đẹp. Cây này em vô lưu 3,7 triệu nha mấy anh.
em bao ship bao chậu luôn nha, 3,7 triệu một cây lộc vừng nha mấy anh em, cây to nha anh em, bẫy đế đẹp đáng chơi. Cây to giờ mình đi cây nhỏ nha anh em, một cây cây này cây hần kỳ nha quý anh chị em, một cây hần kỳ nha, hàng nhỏ hần kỳ thì anh em cũng cũng từng biết cái dòng này rồi, đang trái nha anh em, đang trái. Đúng rồi, nó ra chung này mình bán nhiều chủng loại cho anh em dễ chơi. Quanh thân 9 sen nha anh em, cây nhỏ nha, quanh thân 9 bề đế 50 nha, cây này cao lên 52, tán ngang cây này 62 nha anh em. Cây này thì em giao lưu 1 triệu, em bao phí ship cho anh em luôn, 1 triệu em bao ship. Cây đang hoa đang trái nha anh em, đang ra hoa nữa nè, đang ôm hoa quá trời. Đế bữa đế nôm cũng nhìn có duyên lắm anh. Dạ, 1 triệu em bao ship nha. Rồi, lên cho anh em một cây me chua, một cây me chua dáng bay. Cây này là vừa đổ bay luôn nha. Thích đổ thì mình sửa hay phong đổ cho nó xuống nữa, còn thích bay thì mình cho nó lên ra. Cây này đổ bay gì cũng được, tùy anh em chơi thôi. Bể đế đẹp nha anh em, thần quái. Cây hường chậu đẹp nha anh em. Đây, em đo hộp số cho anh em nha. Quanh thân 21. Đo cái củ này nha. Ngay cái cục này là 52 nha anh em. Cây này cao, cây đổ rồi cũng đo cao. Cao lên 20 à. Đo tổng cái đổ ha. Đổ dài 70 nha anh em. Đổ dài 70. Cây này em giao lưu 2,2 triệu nha mấy anh. Em bao phí ship luôn cả chậu nha. Quay cái cho anh em thấy cái cò lắc với cái cụ đế nè, nhìn hay lắm. Này em cũng làm chi tiết rồi. Rồi, giới thiệu với quý anh chị em mình là một cây tùng La Hán nha anh em. Một cây tùng La Hán. Hàng nhỏ nha anh em. Hàng để bàn nhỏ. Cây già lắm nè, hàng nhỏ nhưng mà già. Cực kỳ già nha, cây không sẹo nha anh em, cây liền lạc luôn. Đang phun đọt non nhiều. Nhỏ nhưng dài nha anh em, cây này hoành 11 nha. Hoành thân 11. Cây cao 53. Khuôn cái tán ngang cây này 90 nha nè, khuôn ngang 90 luôn á. Mấy cây này cây bay đẹp nè, tùng. Cây này em giao lưu 1,5 triệu nha, em bao ship luôn cả chậu cho anh em mình chơi nha. Một cây tùng La Hán nha, cây già không có hẹo nha nè. Đang phúng đột non quá trời, quá đẹp. 1,5 triệu em bao ship cho anh em luôn nha. Tùng La Hán nha anh em. Lên cho anh em một cây sâm hương. Sâm hương đường thân co lắc đều đà nha anh em. Đường đua F1 ạ. À. Cây này được cái thân co lắc dữ nha anh em. Phơm tán thì em cũng làm cơ bản rồi. Anh em về chăm thiệt. Cây này thì em vô lưu với anh em mình 900k nha, em bao phí ship luôn cả chậu nha. Giá cho anh em về chăm thêm. Em đo hoành ngay đây đi. Ngay đây là 20 nha anh em. Hoành đó 20. Cao lên 44 nha anh em.
tán ngang 54 900k em bao ship cả chậu cho anh em mình. Một cây sâm hương nha, sâm hương thì được cái lá nó rất là thơm. Dòng này anh em mua nhanh nha, nó nhanh lớn cốt lắm, đường thân nó lắc đẹp hết nè. Cây này được đường thân nó lắc rất đẹp. Đây một con này cũng đường thân lắc dữ nữa nè, một cây ổi nha anh em. Dạ cây số 8 nha, cây số 8 mình là cây ổi nha anh em. Một cây ổi tàu đang trái luôn nha anh em, đường thân lắc cực kỳ nha, đang trái quá trời nè anh em không, đang hoa đang trái. À, quen vòng cho anh em xem, đang hoa đang trái luôn, trời không xấu ha. Ổi tàu nha anh em, cây này hoành 18 nha, hoành thân 18 cao lên 45, tán ngang cây này 80 nha anh em, tán ngang 80. Cây này em giao lưu 2.800.000 nha, 2.800k em bao phí ship cho anh em cả chậu, đang hoa đang trái luôn. Dòng này thì trái chính rất là thơm nha anh em, mà xiên trái lắm, ổi tàu thì nó xiên trái cực kỳ, hầu như lúc nào thấy cũng có trái. Cái này anh em nuôi càng già nó càng đẹp, trái nó càng nhiều. Ổi tàu nha anh em, 2.700.000 em bao ship. Cây số 8 ha, cây số 8 đúng không? Dạ. Này cây này bay dữ nha anh em, một cây linh sam sông hình nha, cây này là thích hợp anh em làm hộp cá nè, làm mấy cái phong bay nè, cây này đang bay dài. Hàng này làm chi tiết rồi anh em, em về chơi xăm chơi thôi, cắt tỉa thôi, nên hơi dài các em không quay được, không quay hết được, quay lại quay qua đi anh ha. Đó không số nha, đường thân cây này cũng co lắc đẹp anh, hoành 22 nha anh em, hoành thân 22 cao lên 45 à, cao lên 45 nha anh em, dài quá đây em đo hết tay luôn quá. 125 á anh em, tán 3 trên 125 ạ. Dạ rồi, cộng ngang là 80 nha, cây cực kỳ to nha anh em. Cây này em vô luôn 7.000.000 nha mấy anh, em bao phí ship luôn cả chậu nha. Hàng này linh sam sông hình nha. Rồi, tới đây dính anh ơi sẽ quay lại ha. Nó dài quá dài, cốt cành đẹp lắm anh em ơi, hàng này nuôi chuẩn cây à, đường thân cũng đẹp. 7.000.000 em bao ship nha. Đây cây số 9. Cây này là cây số 10 nha anh em, một cây trang sen. Dòng này hoa cực đẹp nha anh, vừa đẹp mà chơi bền nữa. Dòng này dòng đế bàn nha, lên cây to thôi, giờ lên cây nhỏ cho anh em nè, có này có kia cho anh em dễ chơi. Cây này là trang sen hàng đế bàn nha, nhỏ nhưng củ đế đẹp nha anh em. Hàng này được cái loại này, trang loại này thì hoa nó chơi bền lắm mà nó nhìn dễ thương nữa. Cây này thì em đo đây đi ha, hoành 16 anh em ha, ngay đây hoành 16, đo ở dưới thì chắc khoảng 20 mấy quá, cao lên 28 cm nè. Hàng đây bàn tán ngang 42 nha. Cây này thì em giao lưu 1.000.000 mà em bao phí ship cho anh em cả chậu luôn nha. Quơm tàn em làm cũng ấm rồi. Mấy này nói chung hoa full cây á, anh em về chơi hoa thôi cũng nhìn ok nữa.
anh này dòng này chứ nó rất là bền. Củ đế không lỗi nha anh em, thấy nở đẹp rồi. Cây số 11 nha anh em, cây số 11 mình là một con cây sâm hương nữa, một sâm hương sắp đế nha, cây chuẩn rồi nha anh em, phơm tán rất là đẹp, bể đế hơi khỏi chê, dòng này thì làm kỹ nha anh em, sâm hương sắp đế. Mình có bàn làm việc mình để nhìn nó vừa có mùi thơm mà nó nhìn nó hay lắm, đẹp lắm. Hoành tán. Hoành thân 15 nha anh em. Hoành thân 15, cái đế này hơi nó hơi khó đo thì mình quay cái giọng. Đế 85 nha. Đế 85. Cao lên 27 nha anh em. Cao lên 27 à. Hàng để bàn đẹp. Tán ngang 52. Cây này em vô lưu 2,5 triệu nha. Em bao phí ship cả chậu cho anh em mình nha. 2,500k bao ship bao chậu cho anh em mình. Hàng để bàn đẹp nha mấy anh. Sâm hương, sâm hương thì anh em lãi lá càng nhiều thì lá nó càng nhỏ nha anh em. Dòng này mình xiên lại lá là được à. Cây số 11 nha anh. Cây số 1, 11 mình là một cây cẩm thị. Kim cương đen hả? Cẩm thị nha anh em. Cây 11, 12 hả anh? Cây này 12 chứ. À cây này 12, em nhầm. Rồi. Cây số 12, kim cương đen. Nói chứ cây này nó già lắm nha anh em. Nhìn vậy chứ nó già khủng khiếp. Rồi, em đo thông số nha. Giờ đo đo đây đi ha. Vậy cho nó dễ anh em biết nó nằm chỗ nào. 23 nha anh em. Ngay đây là 23 nè. Đó. Cao lên là 22. Đổ đi. Đổ là 56 nha anh em. Cây này em giao lưu 1,5 triệu nha. Cây này được cái nó già khủng khiếp anh ơi. Thấy vậy chứ cây này nó già khủng khiếp lắm. Cẩm thị nha anh em. 1,500k em bao ship cả chậu luôn nha. Được già cực kỳ. Cây này là cây số 13 nha anh em. Cây số 13 là một cây linh sâm sông hình. Hàng này là hàng hết kẽm nha. Anh em nhìn cái vàng xương cốt của nó nè. Cây già láng thân luôn á. Dòng này hết kẽm rồi. Cây cực già nha. Linh sam sông hình. Phơm này là hết kẽm. Nhìn phơm thiên nhiên luôn. Nhìn đã. Cốt già cây đẹp. Đường thân lắc được đẹp ha. Cây này quanh 18 nha nè. Thân 18. Bể đế này cũng hơi to to. Em quay lại. Bể đế 85 á. Đó. Dạ. Cây này cao lên 60 nha. 60. Tán ngang cây này 74 nha anh. Linh sam sông hình anh. Dạ. Cây này em giao lưu 2,2 triệu nha anh. Em bao ship bao chậu luôn nha. Mấy cái này là em thần chậu đẹp cho anh em sẵn rồi. Anh em về cứ chăm chơi chơi hoa thôi. Dòng này anh em cũng không cần chỉnh sửa gì nữa. Về mình cắt tỉa thôi à. Linh sam sông hình. Cái đường thân co lắc đẹp nào. Mới có đường lắc thân đẹp. Mà già cây. 2,2 triệu em bao ship nha. Cây số 14. Cây số 14 là một cây trang sen nữa. Trang sen để bàn nữa nha nè. Mấy cây này đang hoa quá trời. Lên bán cho anh em về chơi nè. Được cái đang ôm hoa quá trời. Trang sen để bàn nha. À, quạnh. Đấy đi ha.
quanh 15 nha. Quanh 15 cao lên 23, 22 đi. Cao lên 22. Tán ngang 50 nha. Cây này thì em cũng giao luôn 1 triệu nữa nha mấy anh. Bao ship bao chậu luôn. Mấy hàng này em thường chậu cho nên về để bàn hết. Chơi hoa cũng sướng nữa. Dòng này hoa đẹp. Rồi. Cây này là cây số như 15 hả? Cây số 15. Một cây khế gân. Phơm tán thiên nhiên. Quá đẹp luôn anh em ơi. Bệ đế rất là đẹp nha. Đọc lại địa chỉ số 1. Dạ. Địa chỉ của em ở Vĩnh Nam, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại của em là 0915 780878. Cái đó là số Zalo luôn nha anh em. Dạ. Anh em có hợp thấy yêu thích cây nào được thì gọi giao lưu giùm. Cảm ơn rất nhiều. Đây một cây khế gân nha anh em. Bệ đế cái này đẹp nè, già lắm. Phơm tán thiên nhiên ha. Em đo hôm số cho anh em cái này. Cái này đo hoành thân chỗ này đi. Hoành thân chỗ này 16 nha nè. Nhưng cục đế này đè to à. Hoành thân thì nhỏ chứ hoành đế, cục đế này là to lắm. Em đo 50 nha. Đo hơi thôi đó. Chứ đo sát là nhiều lớn nữa. Cây này nó già. Cao lên 58. Tán ngang cây này 65 nha nè. Cây này em giao lưu 1 triệu rưỡi nha. Một con một cây khế gân nha nè. 1 triệu rưỡi em bao ship bao chậu. Dạ cây này thì em rải trái à. Nhưng mà cái mấy cái là cây này già thì trái quanh năm à. Em lại trái chứ hàng này thì trái suốt. Cho nên em chơi dòng khế này thì biết cái gân cỡ này là nó già lắm. Một lầm. Cây số 16 đúng không anh? Cây này 16 ha. 16 là một cây lộc vừng để bàn nha anh em. Cây này nhỏ nhưng mà cực dài nha anh em. Lộc vừng để bàn nha, duyên dáng lắm á. Này, nhỏ mình cầm lên cho anh em nhìn xem dễ ha. Nhìn cái cốt cành nha nè. Đó, bệ đế. Hàng này cực già luôn á. Hàng này đế bàn hết ý. Lộc vừng nha nè. Cây này em đã không số cái. Ngay đây đi nha. Ngay đây là 19 nha nè. Chính nè, cái cũ này là 28 đó. Cây này thì em giao lưu 1 triệu rưỡi nha anh. Cây lập vân nha. Cao nha. Dạ. Cao lên anh. Cây này cao 35 mà. Tính đây là 35 nha. Đó. Ngang cây này là 50. Này nhỏ như chất á. Thật cây này nhỏ như chất. 1 triệu rưỡi em bao ship cho anh em cả chậu nha. Lộc vừng để bàn, anh em yêu thích thì để bàn đẹp nha. 16 17 17 tiếp tục là một cây linh sam già phơm tán thiên nhiên nữa nha. Sông hình, dòng này là sông hình nha. Linh sam sông hình rất là già. Đó, em quay sơn dòng cho anh em xem nha. Cực kỳ già nghe nè. Không còn cọng kẽm đâu nha. Hoành thân 17 nha nè. Hoành thân 17 cái này cao lên. Cao lên 45 nha. Tán ngang cây này 75 á. Cây này em giao lưu với anh em quý anh em mình là 2 triệu nha. Em bao ship luôn cả chậu luôn nha mấy anh. Hàng này già anh em về chơi hoa thôi. Cắt tỉa thôi. Cực già đẹp. Đường thân nó cũng rất là đẹp nha nè. Coi lắc. Linh sam sông hình nha. Cây này là cây số 18 hả? Đúng rồi. 18 là một cây ổi tàu nha mấy anh.
Cây này thì nó vừa quái mà nó vừa nhìn nó cũng hay hay, có duyên cây lắm. Bệ đế cũng đẹp nha nè. Cò lắc cái chỗ này nhìn hay á. Hôm tán em là cũng chuẩn rồi. Đang hoa luôn nha anh em. Dòng bên ổi tạo bên em là em làm có hoa sẵn cho anh em chơi hết rồi. Em về cứ việc chăm mà có hoa có trái cho anh em à. Hoành thân 24 nha anh em. Cao lên 65. Tán cũng dài nha anh em. Tán ngang 110 á. Cái này cũng dài. Ổi tàu nha, đang trái nha anh em. Nó có duyên chỗ này ha anh ha. Cây này em giao lưu 3,5 triệu nha, em bao phí ship cho anh em cả chậu. 3,5 triệu bao ship bao chậu. Nói chứ mấy cây này đi ship nhiều tiền. Nó to nó dài quá. Dạ. Ổi tàu nha mấy anh, đang trái luôn. 3,5 triệu em bao ship nha. Cây số 19. Một cây khế gân nha anh em. Khế gân già. Mấy hàng này chung mấy cây gân quá già luôn anh em. Cây số 19, cây khế gân. Cây này anh em thích chơi phong dân nhân thì cái này là phong dân nhân được nha anh em. Cây phong dân nhân. Cây già cực kỳ nha. Anh em thấy gân thì đường nu nó đẹp lắm. Đường gân đó nè, cái cây già lên gân đẹp. Đó. Ở đây là 18 nha nè. Củ đế nó là 67. 18. Hơn 18 củ đế 67 nha nè. Cây cao lên 60. 60 cây này đo sao ta? Đo đo dày đi ha. Đo cái xuống đi. Xuống này là 60 nha. Đo dày chứ. Một cây khế gân. Già đẹp nè. Bệ đế nó cũng đẹp lắm anh ha. Già. Cây này em giao lưu 1,5 triệu nha anh. Em bao phí ship luôn cả chậu cho anh em mình nha. 1,500k bao ship bao chậu. Khế gân. Cây này cần cù hăng tiếng nha anh em. Cây cực già, không còn cây kẽm nào nha anh em. Cây này thuộc cho dạng cây phong thủy cho anh em mình chơi nha. Anh em vườn nào chưa có cây này mình nên sở hữu cây nha anh em. Phong thủy rất là tốt. Cần cù hăng tiếng nha anh em. Cây này thì có cái đường lũa hép ghim của nó nha. Đây lũa ghim hân của nó. Cào quá em đo không số này. Đo ngay đây nha nè. Ngay đây là 50 nha. Đó là 50 đó. Đo hoành đế của nó. Đế nó là 100 nha nè. Chắc cũng hết tài em ạ. Cao lên là 105 nha. Tán ngang là 79 nha nè. Ủa 89 chứ. Tán ngang là 89 nha. Cây này thì nó độ già của nó là khủng khiếp nha nè. Cực kỳ già. Dạ. Tự nhiên. Dạ, lối tự nhiên của ghim của nó luôn anh. Mấy cây già lắm nó mới có mấy cái đường này. Dạ đúng rồi. Anh em chơi mấy này hiện tâm mấy này nó hết zin hết à. Cây này em giao lưu với anh em 16 triệu nha nè. Em bao phí ship luôn cả chậu. 16 triệu nha. Chậu đẹp xinh xòi nha mấy anh. Hàng chuẩn chơi à. Hàng này anh em về cắt tỉa chơi thôi. Cây phong thủy rất đẹp. 16 triệu em bao ship bao chậu nha mấy anh. Cần cù hăng tiếng.
cái gì à? Cây bự nữa đi ha. Cây này số 21 không? Cây này là cây số 21. Lên thêm một cây nguyệt quế nữa nha nè. Nguyệt quế dòng là dòng lá sắn hoa chùm nha. Cây này cũng rất là già cây à. Em làm những chi tiết bài bản hết cho anh em chơi à. Rất là to nghe nè. Hoa cực kỳ thơm. Nguyệt quế nha anh. Cây này anh em về để lên mấy cái đôn cao cao nhìn đẹp. Phải đế rất là lực cái nè, chắc lực. Em đo hồng sốt đó nha. Đo hoành thân nhỏ chỗ này thôi nha anh em, nghe eo thôi nha, eo là 45 á. Hình eo là 45 thôi nha. Này chắc đo bệ luôn, bệ dưới này luôn đi, dưới này đo hơi ngoài thôi. Chứ đo hết bệ này chắc hết chậu luôn á. Dạ. Còn bệ đặt ha, đo bệ đặt đây cho anh em mình ha. Bệ đặt này là 78 nha nè. Bệ đặt ngay đây á, 78 á. Nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Cao lên à. Cái này khó đặt cao. Cao 80 nha. Cao 80 nha. Tán ngang là 110 nha. Tán ngang 110. Dòng lá sắn hoa chùm nha. Đó. Mấy cây này thì em ép chậu làm hoàn thiện cho anh em mình chơi à. Cốt đẹp nha nè, cốt to. Cây số 21 cây nguyệt quế này thì em giao lưu với anh em mình 16 triệu nha anh. Em bao phí ship cho anh em cả chậu luôn nha. 16 triệu em bao ship bao chậu cho anh em mình nha. Rồi, cây số 21 cũng là cây cuối clip của nhà vườn bonsai ba chị em của tụi em nha nè. Rồi. Cây này cây cuối rồi, mong anh chị em xem ủng hộ cho nhà vườn em. Cảm ơn rất anh chị em rất là nhiều nha.